ngày 16 tháng 5, Văn phòng Trung ương Đảng phát thông cáo về ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị lần thứ 9, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Một trong những nội dung quan trọng tại hội nghị này là Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026 và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Buổi sáng, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường. Trước khi hội nghị, Bộ Chính trị báo cáo Ban chấp hành Trung ương Đảng về việc Bộ Chính trị đã quyết định phân công Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia Ban Bí thư và giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư. Ông Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp. Ông Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị báo cáo về chương trình hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Buổi chiều, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về đề cương chi tiết báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, đề cương chi tiết báo cáo 5 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030. Ông Đỗ Văn Chiến, sinh ngày 10 tháng 11 năm 1962, quê quán xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang. Trình độ chuyên môn, kỹ sư nông nghiệp. Quá trình công tác, từ năm 1980 tới 1986, sinh viên trường Đại học Nông nghiệp 3 Bắc Thái. Từ tháng 10 năm 1986 đến tháng 3 năm 1988, cán bộ tổng hợp, phòng hành chính tổng hợp trường Đại học Nông nghiệp 3 Bắc Thái. Từ tháng 4 năm 1988 đến tháng 10 năm 1988, phó phòng hành chính tổng hợp trường Đại học Nông nghiệp 3 Bắc Thái. Từ tháng 11 năm 1988 đến tháng 9 năm 1989, cán bộ xí nghiệp nông công nghiệp Chè Tân Trào, Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Từ tháng 10 năm 1989 đến tháng 5 năm 1991, trưởng phòng quản lý sản xuất kinh doanh xí nghiệp nông công nghiệp Chè Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang thuộc Liên hiệp các xí nghiệp chè Việt Nam. Từ tháng 6 năm 1991 đến tháng 8 năm 1993, phó giám đốc xí nghiệp nông công nghiệp Chè Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang thuộc Liên hiệp các xí nghiệp chè Việt Nam. Từ tháng 9 năm 1993 đến tháng 12 năm 1994, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Từ tháng 1 năm 1995 đến tháng 1 năm 1996, Phó trưởng Ban Tài chính, Quản trị Tỉnh ủy, Tuyên Quang. Từ tháng 2 năm 1996 đến tháng 3 năm 1998, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Tuyên Quang. Từ tháng 4 năm 1998 đến tháng 5 năm 1998, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Từ tháng 6 năm 1998 đến tháng 11 năm 1999, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Từ tháng 12 năm 1999 đến tháng 8 năm 2001, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Từ tháng 9 năm 2001 đến tháng 4 năm 2006, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang. Từ tháng 5 năm 2006 đến tháng 1 năm 2007, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang. Từ tháng 2 năm 2007 đến tháng 4 năm 2009, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang. Từ tháng 5 năm 2009 đến tháng 1 năm 2011, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang. Từ tháng 2 năm 2011 đến tháng 6 năm 2011, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang. Từ tháng 6 năm 2011 đến tháng 8 năm 2011, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang. Chờ Bộ Chính trị phân công công tác theo văn bản số 888 CVVPTW ngày 10 tháng 6 năm 2011 của Văn phòng Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa 13. Từ tháng 8 năm 2011 đến tháng 2 năm 2015, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, nhiệm kỳ 2010-2015, Đại biểu Quốc hội khóa 13. Từ tháng 2 năm 2015 đến tháng 4 năm 2016, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Đại biểu Quốc hội khóa 13.
từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 1 năm 2021, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Đại biểu Quốc hội khóa 14. Từ tháng 2 năm 2021 đến tháng 4 năm 2021, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Đại biểu Quốc hội khóa 14. Từ tháng 4 năm 2021 đến nay, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiệm kỳ 2019-2024, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia từ mùng 9 tháng 4 năm 2021. Tháng 6 năm 2021, Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Ngày 16 tháng 5 năm 2024, Hội nghị lần thứ 9, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã bầu bổ sung ông Đỗ Văn Chiến làm Ủy viên Bộ Chính trị. Bà Bùi Thị Minh Hoài, sinh ngày 12 tháng 1 năm 1965, quê quán xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, Hà Nam, trình độ chuyên môn, thạc sĩ cử nhân luật. Quá trình công tác, từ tháng 8 năm 1988 đến tháng 6 năm 1995, cán bộ, thanh tra viên cấp 1, thanh tra thành phố Nam Định, tỉnh Hà Nam. Từ tháng 7 năm 1995 đến tháng 12 năm 1996, phó tránh thanh tra thành phố Nam Định, tỉnh Hà Nam. Từ tháng 1 năm 1997 đến tháng 10 năm 1998, trưởng phòng tổ chức hành chính tổng hợp, thanh tra viên cấp 2, thanh tra tỉnh Hà Nam. Từ tháng 10 năm 1998 đến tháng 12 năm 2000, kiểm tra viên chính, cơ quan Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Hà Nam. Từ tháng 12 năm 2000 đến tháng 4 năm 2004, Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Hà Nam. Từ tháng 5 năm 2004 đến tháng 2 năm 2006, Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Nam. Từ tháng 2 năm 2006 đến tháng 8 năm 2008, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng khóa 10, tháng 4 năm 2006. Từ tháng 9 năm 2008 đến tháng 3 năm 2009, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Từ tháng 3 năm 2009 đến tháng 3 năm 2011, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng khóa 10, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Từ tháng 3 năm 2011 đến tháng 4 năm 2018, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12, từ tháng 1 năm 2016, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nhiệm kỳ 2010-2015. Từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 1 năm 2021, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Từ tháng 2 năm 2021 đến tháng 3 năm 2021, Bí thư Trung ương Đảng khóa 13, chờ nhận nhiệm vụ Trưởng Ban Dân vận Trung ương theo phân công của Bộ Chính trị. Tháng 4 năm 2021 đến nay, Bí thư Trung ương Đảng khóa 13, Trưởng Ban Dân vận Trung ương. Tháng 6 năm 2021, Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Ngày 16 tháng 5 năm 2024, Hội nghị lần thứ 9, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã bầu bổ sung bà Bùi Thị Minh Hoài làm Ủy viên Bộ Chính trị.